Các con các cháu có tin không? Nếu không tin các con các cháu hãy nhìn xem, trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, chung thủy, thương yêu nhau. Đoạn 15. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình, vợ con, nay cũng có cháu nội, cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: theo quy luật nhân quả, các pháp đều vô thường. Giải trình án: quy luật nhân quả, các pháp vô thường. Cuộc đời yêu nhau nhưng không thể sống độc thân như vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau. Sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra. Một giây đã buộc ai chẳng cho ra. Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vướng vào cạm bẫy con đường tình yêu và gia đình, vì đó là con đường dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay, có gia đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Người ta nói tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, nhưng sự thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long. Dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. Muốn biết những sự khổ đau của gia đình thì chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: khổ vì hai tư tưởng, khổ vì phải chiều chuộng nhau, khổ vì phải lo lắng cho nhau, khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau, khổ vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ở, khổ vì sợ thua kém bạn bè, khổ vì mang nặng đẻ đau, khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên người, khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng, khổ vì vợ ham mê bài bạc, khổ vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời, khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ, khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia hay vợ cặp ông này ông kia, vân vân. Mẹ Úc là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2007. Tác giả Nguyễn Thị Đào để minh chứng sự đau khổ của đời người qua đường chồng vợ như sau: nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ lại còn mình tôi và đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau và bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người cha nghiện rượu và người anh trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này, có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi, để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy, chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng thú tội với Út là đã có vợ và 6 con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn. Em khờ dại lầm lỡ, lại chị hãy tha thứ cho em. Nhận đứa em tội nghiệp này, con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được. Còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha thì cuộc đời của nó bị dẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ. Người vợ lớn đã chấp nhận Út.
Từ đấy Út cam phận làm nhỏ, nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục, Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm cho Út phải nghẹn ngào, nước mắt chan cơm. Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm ra đi. 3 năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng dẫu có ăn xin, Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé, chịu đựng khổ cực như thế. Bây giờ Út bỏ đi là không nhận những lời gièm pha đó là đúng hay sao? Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự tảo tần buôn bán sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết từ lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con, và các con cũng tự thay đổi tiếng dì Út bằng tiếng mẹ triều mến. 30 mấy năm vất vả, hy sinh tất cả cho con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Út chỉ duy nhất sinh nở một lần. Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái Út của người vợ lớn mà mẹ làm vú nuôi con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng đi xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con, vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau 1 thì mẹ khổ 10. Ngày ấy mẹ côi cút dốt nát nên lầm lỡ, còn con hôm nay có tới 2 người mẹ mà cuộc đời lại khổ đến thế, thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ. Đêm ấy tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con, mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh chịu. Tại sao tôi lại có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước, mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ, thì chắc tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. Nguyễn Thị Thảo, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc câu chuyện trên đây, quý vị cứ suy ngẫm, có phải đời sống con người là biển khổ không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận mình vô minh. Nhưng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài người. Có đúng như vậy không quý vị? Đạo Phật dạy, đời người là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Vậy chúng ta là con người, chứ đâu phải là loài động vật, sao mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ, có phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có những người làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, mà danh từ gọi những bậc đó là A-la-hán. Chúng ta là con người cũng như các ngài, phải dùng vậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không chịu làm nô lệ tai sai của chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa rất cam go và ác liệt, nhưng chúng ta quyết định phải giành phần thắng lợi về mình. Vì trước chúng ta đã có những người chiến thắng giặc sinh tử luân hồi này, họ còn để lại cho chúng ta những tài liệu chiến thuật, chiến lược diệt trừ chúng, thì làm gì chúng ta lại chịu thua, phải không quý vị?
chúng ta quyết định phải chiến thắng giặc sinh tử luân hồi một cách dễ dàng, không đầu hàng, không khuất phục, không làm nô lệ. Và mãi mãi bắt chước ông cha của chúng ta, họ đã để lại những gương anh hùng dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chùng bước một cách gan dạ kiên cường. Gương xưa còn đó, có đúng như vậy không quý vị? Mẹ Út tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái của mình để đem lại bằng một tình thương yêu mọi người, mẹ Út phải hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng mới thu phục được lòng tin và yêu thương của mọi người thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có được là nhờ một lòng hy sinh cao cả. Nhưng mẹ Út vẫn chạy lanh quanh trong dòng khổ đau của quy luật nhân quả sai khiến, từ cái khổ này đến cái khổ khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Út điên đảo tưởng rằng mình đã hy sinh như vậy thì sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương của con cái là hạnh phúc an vui. Nào ngờ trong tình yêu thương của con cái thì mẹ Út lại phải gánh chịu những sự đau khổ của con cái khác nữa. Cho nên con người đi tìm hạnh phúc an vui mà đi tìm trong đường luân hồi tình yêu thương trai gái là đi tìm cái mơ mộng, cái hảo quyền, cái bóng dáng, chứ không bao giờ con đường đó có chân hạnh phúc an vui được. Kết luận và áp dụng: khi một người hiểu biết các pháp trên thế gian này là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì hãy buông xuống hết, buông xuống hết. Chỉ có tình thương yêu con người là bất diệt, là thường còn mãi mãi. Vì tình thương sẽ mang đến sự bình an, yên vui cho mình và mọi người, mọi loài sống trên hành tinh này. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 16. Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả của một bài báo. Vì thế, bà cố tìm cho được địa chỉ, điện thoại để liên lạc. Tuy nay hai người còn ở cách xa nhau hơn ngàn cây số, nhưng đã gần nhau nhờ có thông tin hiện đại. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả dây nợ tiền kiếp có duyên, nhưng nợ vợ chồng không có. Giải trình án: chứng tỏ tình yêu trai gái rất khó quên, nhất là mối tình đầu của người con trai cũng như người con gái. Hình ảnh của hai người tuy lướt qua rất nhanh, nhưng lại ghi sâu đậm trong tâm hồn hai người rất khó quên. Như vậy trai gái yêu nhau là khổ, nên nhà thơ Xuân Diệu nói: yêu là nhớ thẫn thờ qua mây khói. Yêu nhau mà không thành vợ thành chồng, tức là không được gần bên nhau thì khổ biết mấy, khổ vô cùng, phải không quý vị? Cho nên các con may mắn hơn, sớm biết được Phật Pháp, biết được con đường thoát khổ sớm hơn, thì hãy mau mau chấm dứt con đường tình ái giữa trai và gái. Nó không có hạnh phúc gì đâu, toàn là sự đau khổ, toàn là cay đắng, gian truân, vân vân. Sống một mình, biết Phật Pháp tu hành thì tuyệt vời, bởi biết Phật Pháp chân chính là biết pháp hành ngăn và diệt ác pháp vào đời sống hàng ngày, thì không có một chướng ngại pháp nào, một ác pháp nào, một lời nói nào, một sự việc nào, một tai nạn nào hay một bệnh tật nào làm động tâm quý vị được. Quý vị sẽ làm chủ tâm mình, lúc nào tâm cũng bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có một niệm nào trong tâm khởi lên làm dao động tâm mình, làm tâm mình phải lo lắng, sợ hãi, làm cho tâm mình phải buồn phiền, thương nhớ, chờ mong, nghi ngờ, vân vân. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có tình yêu trai gái nào xen vào được, vì người biết Phật Pháp là biết tường tận gốc tình yêu trai gái là gốc khổ muôn đời muôn kiếp, là đường luân hồi sinh diệt muôn đời muôn kiếp của loài người. Người biết Phật Pháp dù nam hay nữ thì tình yêu không thể lường gạt họ được, cho nên giữa nam nữ họ chỉ biết thương nhau với tình thương trong sạch, không đi vào tình thương thấp hèn, ô trượt, bẩn thỉu, nhục dục. Họ giúp nhau với tình tương trợ khi cuộc sống gặp khó khăn và tai nạn, bệnh tật, nghiệp báo. Tình yêu thương của họ là tình yêu thương cao thượng trong sạch. Vì thế, họ thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc của nghiệp báo nhân quả luân hồi.
Cho nên người thông suốt giáo pháp của Phật là người sống đời sống độc cư nhưng lại không xa lánh một người nào cả. Độc cư mà không sống một mình, bởi vì họ đồng hành với chân lý vô lậu bằng lối sống có phương pháp dẫn tâm đi vào lộ trình bất đồng, tự làm chủ thân tâm của mình, không bị giặc sinh tử mua chuộc sai khiến. Câu chuyện trên đây là một tình yêu lén lút vụng trộm che giấu chồng con và vợ con, mặc dù họ đã hơn 80 tuổi đầu, thế mà trong tâm là một điều gian dối. Hành động như vậy là không chung thủy với chồng con, với vợ con. Hơn 55 năm, khi mò tìm ra được địa chỉ thì liên lạc với nhau, tỏ ra mối tình đã ôm ấp chôn chặt từ lâu. Thật đáng trách cho lòng dạ con người vô liêm sỉ. Việc làm của họ về đạo lý Đông Phương thì người có đạo đức không ai chấp nhận. Ở đời nhiều con người sống lãng mạn, quá quan trọng tình yêu thương trai gái, một thứ tình yêu thương mà người hiểu biết chánh pháp và hướng về chân lý của Phật giáo thì người ta quá sợ hãi. Nghe nói đến tên tình yêu trai gái là người ta khiếp đảm như trẻ con sợ ma trong bóng đêm. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu thương cao thượng, trong tình yêu thương trong sạch, thoát ra khỏi tình yêu thương nhục dục thấp hèn của gia đình chồng vợ. Vì tình yêu thương đó, nó thường mang lại sự khổ đau cho mình, cho nhiều người. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu đa hướng, nhắm đến sự thanh cao trong sạch, tương thân tương ái mãi mãi. Con người yêu thương con người, bất cứ người nào, và con người yêu thương muôn loài vạn vật, và mãi mãi yêu thương mọi sự sống, mọi sự bình an hạnh phúc, an vui trên hành tinh này. Hãy gạt bỏ tình yêu thương trai gái trên đạo lộ sinh tử luân hồi, thì mới mong thoát khổ của kiếp làm người. Kết luận và áp dụng: trên đời này chỉ có tình yêu thương chân thật, hồn nhiên, vô tư, trong trắng thì mới cao quý. Cho nên trai gái yêu thương nhau với tình yêu thanh cao, trong sạch đó, thì đừng đi sang qua một lãnh vực tình nhục dục. Vì tình nhục dục là một thứ tình yêu đau khổ, nó thuộc về nhân và quả. Mà nhân quả thì các con đều biết, toàn là mọi sự khổ đau. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau thì chỉ có tình thương yêu đa hướng, tức là yêu thương tất cả, chứ không riêng yêu thương cho một người nào. Vì người nào cũng có sự sống bình đẳng như nhau, nên yêu thương tất cả là đúng. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 17. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều, trút cho nhau những bầu tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay chưa thổ lộ với ai bao giờ. Hơn nửa thế kỷ giấu kín một tình yêu, một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: tình yêu là do duyên nhân quả tiền kiếp. Giải trình án: hơn nửa thế kỷ tình yêu thương trai gái, bây giờ mới có dịp trút bầu tâm sự, trong lúc tuổi tác sắp đi vào lòng đất lạnh mà còn gắn bó yêu đương. Ghê thật lòng dạ con người, có chồng, có vợ, có con, có cháu chích chắc như vậy, mà tình cảm trai gái lúc thuở ban đầu không chịu bỏ xuống như cụ Nguyễn Du đã nói: khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Nếu quả thật tình yêu cao thượng và chung tình chung thủy thì ông đừng có vợ và bà đừng lấy chồng. Còn ở đây, bà có chồng và ông có vợ, rồi cả hai đều có con cháu chích chắc đông đảo, mà còn gợi thương gợi nhớ với nhau, thật là lãng mạn không ai tưởng nổi với hai ông bà cụ này. Với tuổi tác gần đất xa trời mà tình yêu thương trai gái còn nóng bỏng như thuở còn thanh niên, trải qua gần hết một cuộc đời người mà không thấy đời sống con người khổ sao? Không thấy tuổi tác sắp tàn tạ, còn gì nữa mà yêu với thương? Lại còn không thấy bây giờ mình đã là cụ ông, cụ bà sao? Cuộc đời khổ là một bài học thực tế. Vậy sao hai cụ chưa hiểu tình yêu thương trai gái là con đường khổ đau của kiếp làm người, mà cũng chính con đường ấy là con đường độc lộ sinh tử luân hồi như trên đã thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhất là lộ trình này thường đi theo nghiệp lực nhân quả, nên chúng đã điều khiển vạn vật sinh diệt mãi mãi muôn đời muôn kiếp để trả vay theo luật nhân quả.
Nỗi thương nhớ khổ đau trong tình yêu trai gái không thành vợ thành chồng của ông cụ bà cụ này thật là một tình trường đau khổ. Yêu mà không dám thổ lộ cho ai biết, chỉ ôm ấp trong lòng, ngày ngày thăm dò tin tức nhưng vẫn bặt. Cho nên ông cụ bà cụ luôn nghĩ rằng chắc người yêu đã hy sinh cho tổ quốc, cho nên ông cũng mạnh dạn lấy vợ, và bà cũng không còn hy vọng nên đã lấy chồng. Như vậy rõ ràng tình yêu thương gia đình và bổn phận chứ không còn nghĩa chung tình chung thủy. Họ sống với nhau chỉ là bổn phận chồng hay vợ, để chia sẻ cuộc sống cùng nhau gánh vác, chứ nói tình yêu thương gắn bó chung tình chung thủy trong cuộc sống lứa đôi thì không có. Xét như vậy, chúng ta thấy rất rõ, tình yêu thương trai gái thanh cao trong sạch, không chút bận nhơ trong tình dục dục, thì tình yêu ấy rất tuyệt vời. Nhưng không khéo thì nó trở thành tình yêu thương lãng mạn, mang tính chất sầu khổ thương đau. Như trên đã nói, tình yêu thương nào cũng là tình yêu trong đau khổ, vì đó chỉ là tình yêu thương nhất hướng. Nếu không làm khổ mình thì làm khổ người, hoặc làm khổ cả hai. Chúng ta là những đệ tử của Phật, nên chúng ta phải sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Phải sống yêu thương trong tình yêu thương không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó mới chính là tình yêu thương cao thượng trong sạch, thì đó mới là tình yêu thương từ bi của con đường Phật giáo đã dạy chúng ta. Và chính chúng ta lúc nào cũng nên ghi nhớ để sống đúng, làm đúng thân hành, ý hành, khẩu hành, đạo đức nhân bản, nhân quả. Đời sống chúng ta rất cần có một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, để sống trong tình thương yêu chân thật, để sống trong tình yêu thương cao thượng và trong sạch. Mong rằng tình yêu thương ấy mãi mãi ngự trị trong lòng mọi người. Có được như vậy thì sự sống trên hành tinh này mới thật tuyệt vời, phải không quý vị? Kết luận và áp dụng: tình yêu thương cho riêng một người nào là tình yêu thương trong đau khổ, các con có biết không? Đó là thứ tình yêu trong hạn hẹp ích kỷ chiếm hữu. Nó luôn luôn mang theo sự đau khổ. Nó không phải là tình yêu thương sự sống. Đoạn 18. Với một Hoa Khôi có trình độ văn hóa, hoạt động xã hội mạnh mẽ, chắc có nhiều chàng trai đeo đuổi. Con người này nói như nhà văn nổi tiếng Nga Paustovsky là tình yêu chỉ có một, nhưng tương tự thì có hàng trăm. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung thủy ý hành, thân hành. Giải trình án: nói về tình yêu thương trai gái là phải nói đến tình yêu chọn lựa. Nam cũng như nữ, họ đều lén nhìn và để ý nhau. Như câu tục ngữ nói: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân. Trai gái mới lớn đều biết yêu thương là biết để ý nhau, nhất là về hình thể, tính chất đạo đức và tài năng, trai tài gái sắc. Đó là một sự cân nhắc bình thường trong việc chọn lựa lứa đôi. Khi chọn lựa xong nhưng vẫn âm thầm yêu thương mà không nói ra bằng lời, chỉ bằng mắt, từ cái nhìn thoáng qua có vẻ ngại ngùng, e dè, rất sợ mọi người biết mình yêu thương. Khi để ý yêu thương nhau, họ tìm cách làm quen và tìm cách giúp nhau việc này hay việc khác. Để được nói chuyện với nhau là họ thấy vui vẻ hân hoan. Tình yêu thương ấy đẹp đẽ biết bao, trong sạch biết bao. Nhưng từ tình yêu thương này mà tiến lên một bước nữa là tình dục dục thì không còn đẹp đẽ chút nào. Nó mang tính chất xâm chiếm, chiếm hữu. Vả lại thứ tình dục dục là thứ tình bẩn thỉu bất tịnh. Nó sẽ mang đến những tai họa sau này như ngừa thai, não móc bỏ thai nhi. Đó là một điều tội lỗi rất lớn mà con người không chịu nghĩ suy, cứ chạy theo dục vọng, sự điều khiển của nhân quả mà gọi là hạnh phúc. Đó là một sự vô minh quá lớn của loài người, chỉ biết đắm mê nhục dục để rồi gánh chịu muôn vàn thứ khổ đau sau này. Quý vị hãy định nghĩa gia đình là gì? Năm 1983, có một câu chuyện xảy ra ở Louisiana.
nó có thể giải thích cho chúng ta hiểu gia đình là gì. Trong thời kỳ nội chiến ở Luzia, có một người tên là Ran, 37 tuổi. Gia đình ông có 40 người, bố, anh em, chị em, vợ con, hầu như tất cả mọi người đã rời xa ông ấy. Nhưng trong khi tuyệt vọng, Ran được biết đứa con gái út 5 tuổi của ông còn sống. Ông đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng để đi tìm cho được cốt nhục thân thiết của mình. Khi tìm được, ông ôm chặt đứa con vào lòng. Câu đầu tiên ông nói là: "Tôi vẫn có gia đình." Trên thế giới này, gia đình là nơi chứa đầy tình thương. Tình thương yêu ấy có khi ở trong một tòa nhà cao tầng, cũng có khi nó ở trong đám người vô gia cư, chỉ người không có người thân hoặc người bị người thân ruồng bỏ, quên lãng mới thật sự là người không có gia đình. Đó là cách định nghĩa gia đình của người thế gian để mong tìm hạnh phúc an vui trong đó. Hạnh phúc an vui trong đó chỉ là một bóng ảo mà thôi. Kết luận và áp dụng: tình yêu chung thủy là thứ tình yêu thương trước sau như một, nhưng nó vẫn là thứ tình yêu trong nhân quả đau khổ. Chúng ta là những người đi tìm đường thoát khổ thì đừng để rơi vào mọi thứ tình yêu, mà duy chỉ có một thứ tình yêu thương sự sống là giữ gìn và bảo vệ nó mà thôi. Các con có nhớ lời dạy này không? Đoạn 19. Người viết bài này suy ngẫm: đây là một thứ tình yêu đích thực, không ai có thể thay thế được một thứ tình yêu trọn vẹn. Không có một thứ động cơ nào làm dẫn đục nó đi. Tuổi đã quá thập cổ lai hy vẫn cứ yêu. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình khẩu hành. Giải trình án: ở đây chúng ta nên phân biệt chung tình và chung thủy. Chung tình có nghĩa là tình yêu thương trai gái luôn luôn nhớ nhau mãi không bao giờ quên, tình yêu dành cho một người duy nhất. Còn chung thủy là tình yêu thương gia đình vợ hay chồng chỉ duy nhất, không lan chạ với người này người kia. Cho nên chữ chung thủy chỉ dành cho tình yêu thương chồng vợ, còn chữ chung tình chỉ dành riêng cho trai gái. Ở đây bà cụ này và ông cụ kia rất chung tình, nhưng đối với tình chung thủy trong gia đình thì ông bà này không chung thủy. Tình cảm sống như vậy được xem là ngoại tình, tức có tình yêu thương bên ngoài. Nói về đạo đức gia đình thì vợ chồng phải chung thủy, vì trong chung thủy có chung tình. Nếu chung thủy không có trong gia đình thì chung tình không có, mà chung tình không có thì không được gọi là chung thủy. Ngoại tình có hai thứ: một, ngoại tình bằng tình cảm, tức là tình yêu thương nhưng không đi đến tình dục dục. Hai, ngoại tình bằng tình dục dục, tức là thỏa mãn dục tính nhưng không có tình yêu thương. Nói đến đạo đức về chung tình và chung thủy thì chúng tôi hiếm thấy có dân nào giữ trọn vẹn keo sơn gắn bó chung tình chung thủy một vợ một chồng. Trong một đời người về mặt tinh thần thì tình cảm thương yêu đơn phương âm thầm họ đã chia sẻ ra cho biết bao nhiêu người. Còn tình nhục dục thì đơn phương không thể được, phải có đối phương, cho nên tình nhục dục bị hạn chế. Nhưng thời đại này tình nhục dục cũng tràn lan, cho nên phái nam ngoại tình rất dễ, chỉ cần có tiền. Tình yêu thương chung thủy gia đình đời nay hiếm thấy, khó tìm. Vả lại, đạo đức con người đang xuống cấp trầm trọng thì đức chung thủy không bao giờ còn có trong xã hội này nữa. Họ khéo sống che đậy vợ con, hoặc công khai khi họ có thế lực hiếp đáp vợ con, buộc vợ con phải chấp nhận. Vì thế, tình yêu thương chung tình hay chung thủy đều là khổ đau. Không có tình yêu thương một hướng nào mà không khổ đau, phải không quý vị? Như trên đã nói, tình yêu thương trai gái là con đường đau khổ, là con đường tái sinh luân hồi mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Vậy chúng ta hãy cố gắng vượt qua, chiến đấu tận cùng, đừng để rơi vào con đường đó. Nhất định phải chọn con đường giải thoát mà đi. Con đường không có tình yêu trai gái, đó là con đường tình thương đa hướng, thương yêu mà không làm khổ mình, khổ người. Kết luận và áp dụng: chung tình là tình yêu thương dành cho một người duy nhất không bao giờ thay đổi. Tình yêu thương này đẹp lắm,
nhưng nó cũng là một nỗi khổ đau, vì nó là tình yêu thương nhất hướng. Tình yêu thương này có những gì trắc trở thì phải nếm trải bằng cả nước mắt và bao nỗi xót xa. Người hiểu biết con đường giải thoát thì tất cả tình yêu thương đều dừng lại, chỉ có một lòng yêu thương sự sống đa hướng. Chính vì yêu thương sự sống đa hướng nên không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Cho nên trong các loại tình yêu, chúng ta chỉ nên chọn lấy lòng yêu thương sự sống mà thôi, vì nó là lòng yêu thương mang đến sự an vui cho mình, cho mọi người. Các con nên nhớ lời dạy này và mãi mãi sống với nó. Đoạn 20. Nhưng rất chung thủy với chồng, tôi nói: người phụ nữ có hai quả tim trong một là vậy. Tôi đọc khá nhiều tác phẩm bàn luận về tình yêu, nhưng chưa bắt được một tình yêu tôi vừa kể. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức chung thủy khẩu hành, ý hành. Giải trình án: đoạn này dùng chữ chung thủy với chồng là không đúng. Vì có chồng mà còn yêu thương người khác thì gọi là ngoại tình. Còn chăm sóc cho chồng con, đó chỉ là bổn phận trách nhiệm làm vợ phải làm. Nhưng nếu không làm tròn bổn phận làm vợ thì xã hội sẽ lên án người phụ nữ lăng loạn. Trên đời này không có hai quả tim vàng, mà chỉ có tình cảm chia sẻ. Tình cảm chia sẻ thì gia đình tan nát. Nếu cụ ông không bệnh nằm liệt giường thì làm sao tránh khỏi cảnh ghen tuông? Bạo lực gia đình sẽ xảy ra, và lúc bấy giờ địa ngục trần gian là nơi đây. Nói đến tình yêu thương trai gái, dù có chung tình chung thủy đi đến hôn nhân thành vợ thành chồng chính thức, thì nó vẫn là thứ tình yêu thương trong đau khổ, trong tái sinh luân hồi. Nó là tình yêu thương nhất hướng, nó mở ra một con đường đầy tội ác và đau khổ. Con đường đau khổ này sẽ tiếp diễn mãi mãi, từ đời này sang đời khác, vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta phải cố gắng khắc phục, chủ động điều khiển tâm mình, không cho chạy theo những dục lạc quá tầm thường của tình yêu thương trai gái. Nhất là phải quyết định không làm theo và chấm dứt những loại tình yêu thương trai gái nhục dục, thấp hèn, bẩn thỉu, bất tịnh, vân vân. Nếu chúng ta không chấm dứt con đường yêu thương đó thì cuộc đời phải gánh chịu nhiều đau khổ, và đau khổ nhiều đời, nhiều kiếp. Kết luận và áp dụng: như trên chúng tôi đã nói, đức chung thủy là một tình thương từ đầu chí đuôi, chỉ có một người duy nhất mà thôi, không thể yêu thương một người khác nữa. Nhưng nó vẫn là một tình thương nhất hướng, vì tình thương nhất hướng nó không biết dừng tại chỗ đó mà còn đi sang lĩnh vực khác, nên nó mang đến những sự khổ đau cho mình, cho người. Vì thế các con nên đề cao cảnh giác. Trên đời này chỉ có tình yêu thương đa hướng mới chuyển đổi được nhân quả khổ đau. Vậy các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 21. Có người quan niệm tình yêu là bể khổ, có người nói tình yêu là hạnh phúc. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: quan niệm tình yêu. Giải trình án: người nào chịu ảnh hưởng của Phật giáo thì quan niệm tình yêu thương trai gái đó là biển khổ. Còn những người theo quan niệm cuộc sống thường tình thế gian thì cho tình yêu thương trai gái là hạnh phúc. Trong hai quan niệm này, nếu không triển khai làm sáng tỏ thì con người dễ hiểu lầm lạc. Khi người ta hiểu biết đời khổ như thật thì tình yêu thương trai gái là biển khổ, đó là hiểu đúng như thật. Còn có một số người hiểu đời một cách nông cạn, thấy những người nói tình yêu thương trai gái là biển khổ thì vội vàng lên án, cho rằng đó là quan niệm tiêu cực, bi quan, yếm thế là sai. Cho nên hai vấn đề này cần phải xem xét và quán triệt kỹ hơn. Nhờ đó chúng ta không bị chủ quan. Đúng vậy, cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn quán triệt đường đi nước bước của nhân quả luân hồi. Nên Ngài bảo, ái dục là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Vì vậy Thầy đã nói ở trên, tình yêu trai gái là con đường sinh tử luân hồi khổ đau muôn đời muôn kiếp. Đó là cái nhìn đúng đắn như thật. Còn cái nhìn thế gian tình yêu là hạnh phúc, đó là cái nhìn theo ảo tưởng, cái nhìn không đúng sự thật. Cuộc sống của loài người là một cuộc sống đầy khổ đau, và sự khổ đau ấy bất tận.
Chỉ có những người vô minh mới không thấy mà thôi. Nhưng dù sao, không ai dám phủ nhận đời là không khổ. Thực sự cái khổ của cuộc đời ai cũng biết, nhưng vì tâm ái dục quá lớn nên họ chấp nhận khổ để tìm những phút an vui trong đó. Kết luận và áp dụng về quan niệm tình yêu thì thế gian luôn luôn ca ngợi và khen tặng tình yêu chung thủy và tình yêu chung tình. Nhưng Phật giáo rất lo sợ vì tình yêu chung thủy và tình yêu chung tình nó không biết dừng tại chỗ tình yêu thương ấy, mà nó hay đòi hỏi phải tiến đến tình nhục dục. Vì chính tình nhục dục là một loại tình yêu thương sa đọa, nó đưa con người vào con đường khổ đau vô cùng vô tận và tiếp tục tái sinh luân hồi. Cho nên tình yêu thương chung tình và tình yêu thương chung thủy không có gì xấu. Nếu biết dừng lại chỗ đó thì nó là tình yêu thương thanh cao trong sạch, hồn nhiên vô tư. Tình yêu ấy là tình yêu sự sống, luôn luôn biết yêu thương và tha thứ. Vậy các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 22. Đó không giống cái hạnh phúc tình yêu của hai ông bà này. Đây là một thứ tình yêu vĩnh cửu, rất hiếm có trên thế gian này. Theo tôi, đây là một thứ tình yêu hoàn toàn vô tư, không vụ lợi, không nông nổi, không lãng mạn chút nào, mà là một thứ tình yêu thực tế xuất phát từ đáy lòng mình. Vì lúc trẻ yêu nhau là chuyện bình thường, nay tuổi đã cao, có gia đình rồi mà vẫn cứ yêu, yêu đến chết mới thôi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình ý hạnh. Giải trình án: tình yêu thương trai gái từ khi biết yêu thương nhau và cố gắng duy trì tình yêu thương ấy mãi mãi cho đến khi chết. Nhưng tình yêu thương ấy không phai nhòa, đó là một thứ tình yêu trong đức chung tình. Chim cuốc là một loài chim sống rất chung tình. Con này chết, lần lượt con kia buồn rầu bỏ ăn rồi cũng chết theo. Đó là lòng chung thủy. Lòng chung thủy mang đầy đủ đức trung thành, trung nghĩa, một lòng một dạ với nhau, sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách. Mối tình của cụ ông cụ bà tên đây không thể thuộc về chung tình. Vì chung tình sao lại có chồng có vợ? Cho nên có vợ có chồng thì không thể nào nói là chung tình được. Có đúng như vậy không quý vị? Còn nếu nói chung thủy, sao lại còn yêu thương người khác ngoài chồng con và vợ con của mình? Hành động của cụ ông cụ bà này thật đáng trách, chứ không đáng khen, phải không quý vị? Tuy không ngoại tình, nhưng có chồng có con thì thôi, đừng nên nhắc lại mối tình xưa nghĩa cũ. Vì nhắc lại tình xưa nghĩa cũ là lỗi đạo gia đình, là có sự dối trá đối với chồng hay vợ. Đó là một người hai lòng, chứ không phải có hai quả tim vàng. Lúc còn nhỏ chưa có gia đình thì chúng ta yêu thương như thế nào cũng không sao. Nhưng khi đã thành lập gia đình, cùng sống chung nhau đầu ấp tay gối, cùng đi chung nhau một con đường, cùng chia vui ngọt bùi hoặc gặp nhiều cay đắng, rồi có những lúc gian nan thử thách trên cuộc đời đều có nhau, đều cùng nhau gánh vác, thì không thể nào để cho một người khác xen vào cuộc sống của hai người được nữa. Bởi vì tôi với mình tuy hai mà một. Cho nên cuộc sống phải chung thủy, phải có tình nghĩa, phải trung thành với nhau thế nào để không lỗi đạo gia đình, để làm sao mãi mãi tuy hai mà một. Lời nói thì dễ đấy quý vị, nhưng làm được điều đó không dễ chút nào cả. Thường ở đời người ta sống với nhau trong một gia đình tuy một mà hai, chứ ít có gia đình nào sống tuy hai mà một. Thường là sống hai ba. Nhưng đời sống đạo đức gia đình thì phải làm sao khắc phục tâm mình, đừng để lỗi đạo, luôn luôn sống tuy hai mà một thì mới đúng nghĩa tình chồng nghĩa vợ. Bởi trong gia đình, người này vui thì người kia vui, người này buồn thì người kia buồn, người này đau thì người kia buồn khổ, lo lắng, ngày đêm không ngủ được. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Trong gia đình cũng vậy, một người đau, cả nhà đều đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, buồn khổ, lo rầu. Cho nên tình nghĩa trong gia đình tuy hai mà một là vậy. Vì thế, chúng ta đã thành gia thất, tình chồng nghĩa vợ, thì đừng tạo cảnh ông ăn chả, bà ăn nem,
đừng tạo cảnh sai xỉn bạo lực trong gia đình, ghen tuông đánh vợ, mắng chửi chồng con, vân vân. Theo đôi mắt của người tu sĩ Phật giáo, dù gia đình sống có hạnh phúc đầy đủ, chung tình, chung thủy, có trung thành với nhau tuy hai mà một, nhưng khổ vẫn là khổ, không thể cho rằng gia đình êm ấm là không khổ. Cho nên con đường gia đạo là con đường đau khổ, không khổ điều này thì khổ điều khác. Cái khổ đau nhất của con đường này là con đường sinh diệt luân hồi. Do đó mọi người nên cảnh giác, khi chưa có gia đình thì chọn lấy cho mình một con đường thoát khổ. Con đường thoát khổ mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta, đó là một lối đi cụ thể và rõ ràng, thực tế, rất khoa học, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác của thế giới siêu hình như các tôn giáo khác. Quý vị đừng bỏ qua và phí cả một kiếp người. Còn ai đã lập gia đình xong thì nên sống có đạo nghĩa, chung tình, chung thủy cho trọn đạo lý với nhau, để chia sẻ những nỗi khổ đau của kiếp làm người, để trả cho xong những nhân quả tiền kiếp đã gieo trồng. Nhất là phải giảm bớt tình nhục dục, vì đó là thứ tình dục sa đọa, thấp hèn, bất tịnh, bẩn thỉu, ghê tởm, và đưa đến quả luân hồi sinh diệt trùng trùng. Kết luận và áp dụng. Như chúng tôi đã nói ở trên, chung tình là một loại tình yêu thương tốt, nhưng hãy biết dừng lại tình dục dục thì tai họa khổ đau sẽ không bao giờ đến. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Đoạn 23. Qua chuyện tình nói trên, chúng ta thấy rõ hơn hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu, nhưng không hẳn là như thế, vì nhiều lý do khác nhau mà đã diễn ra từ thời đại xa xưa cho đến tận ngày nay. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: duyên nhân quả nghiệp báo nhiều đời, thiếu đức thủy chung. Giải trình án: ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đó là hôn nhân đi trước tình yêu, còn bây giờ tình yêu đi trước hôn nhân. Câu chuyện trên đây tình yêu đi trước hôn nhân, nên hôn nhân chỉ là một sự bắt buộc, phải làm bổn phận sống chung nhau trong một gia đình, nhưng tâm hồn họ vẫn thương nhớ đâu đâu. Cho nên tình yêu chỉ có một, không thể có hai ba. Tình yêu thương trai gái mà yêu thương hai ba người thì không gọi là tình yêu thương trai gái nữa, mà đó là một thứ tình dục dục thấp hèn, chạy theo truy hoang sắc dục, thấy ai cũng thích cũng yêu. Đó là thứ tình yêu lăng loạn, đồi trụy, vô văn hóa, kém đạo đức. Cho nên tình yêu thương trai gái biết dừng lại, không chạy theo tình dục dục, thì tình yêu thương ấy thanh cao, đẹp đẽ vô cùng. Người ta ví nó giống như tình yêu thương tổ quốc, tình yêu thương nước, tình yêu thương quê hương, vân vân. Tình yêu thương tổ quốc, tình yêu thương quê hương đất nước thì không thể nào yêu thương hai ba tổ quốc, yêu thương hai ba nước được, phải không quý vị? Tình yêu thương chỉ duy nhất là yêu thương một người nên mới gọi là tình yêu chung thủy. Còn yêu thương hai ba người thì không thể nào gọi là tình yêu thủy chung. Hôn nhân chỉ là một luật lệ bắt buộc hai vợ chồng phải có trách nhiệm và bổn phận gắn bó với nhau, chồng, vợ và con cái. Nếu hôn nhân không khéo giữ gìn và bảo vệ thì tình yêu thương sẽ không có. Cho nên thường hôn nhân không có chung thủy, chung tình, mà thường là ngoại tình. Nhưng nếu trước hôn nhân đi vào bằng tình yêu thương chân thật thì gia đình đó mới thật sự là có đạo đức chung thủy gia đình. Câu chuyện trên đây là câu chuyện lỗi đạo gia đình, vì bà có tình nhân và ông bên kia cũng có nhân tình. Thật tội nghiệp cho ông bên này và bà cụ bên kia tuổi tác 80 mà bị cắm sừng. Thưa quý vị, dù tình yêu thương trai gái đã đi đến hôn nhân, sống có hạnh phúc thật sự, nhưng vẫn toàn là sự khổ đau. Có đúng như vậy không quý vị? Biết khổ đau, nhưng cuộc đời không ai thoát ra khỏi quy luật khổ đau này. Thật đáng buồn cho số kiếp làm người. Biết khổ, nhưng chẳng ai quan tâm đến vấn đề này, chỉ chạy theo dục lạc truy hoang trong sắc dục, nên thường sống trong ảo tưởng hạnh phúc, rồi nuôi hy vọng sẽ đạt được hạnh phúc đó. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc như bóng câu cửa sổ, như giấc mơ, nào có thật đâu mà hy vọng. Bởi vậy,
tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân để nói lên được đạo đức chung tình chung thủy trong một gia đình không ngang trái thì có rất ít. Người ta sống trong dục thì làm sao có chung tình chung thủy được. Cuộc đời từ khi biết yêu đương thì họ đã yêu thương biết bao nhiêu người, trai cũng như gái, tình yêu thương của họ rất dễ dàng. Dù chỉ gặp mặt nhau một lần, nhưng tìm thấy có những nét có cảm mến là họ đã thầm yêu trộm nhớ, rồi lại gặp người khác cũng yêu như thế. Cho nên bất cứ tình yêu thương trai gái nào cũng xuất phát từ lòng dục. Nói thương yêu mà nói đúng nghĩa của nó là dục yêu, dục thương, chứ không có tình yêu thương nào trong sạch thanh tịnh ngoài dục. Tình yêu thương trong sạch phải gọi là tình yêu thương không dục, đó mới chính là tình yêu thương chân chánh. Tình yêu thương chân chánh ấy tức là tâm từ bi hỷ xả mà Phật giáo đã từng xây dựng cho loài người, nhưng mấy ai đã làm được. Kết luận và áp dụng. Nói đến nhân quả nghiệp báo là nói đến mọi sự khổ đau trên cuộc đời này. Muốn chấm dứt nhân quả nghiệp báo thì chỉ có duy nhất con đường phải sống trong thiện pháp bằng cách sống trong chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp. Lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Chính đó mới là chỗ không có nhân quả nghiệp báo. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 24. Nhiều người nghĩ hôn nhân là số phận của con người, còn hôn nhân muốn có hạnh phúc là do con người tạo dựng lên. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: duyên nhân quả nghiệp báo nhiều đời do con người tạo ra. Giải trình án: hôn nhân không phải là số phận, mà hôn nhân là nghiệp báo nhân quả tiền kiếp. Hôn nhân không có hạnh phúc chân thật, chỉ là bóng dáng giống như trong giấc mơ. Cho nên hôn nhân toàn là mọi sự đau khổ, nó phát sinh từ lòng ham muốn của con người. Vì vậy, hôn nhân chỉ là cái duyên để lòng dục của con người thực hiện. Người ta nói hạnh phúc là nói phương cách dùng để đi tìm đối tượng thỏa mãn lòng dục. Khi chiếm hữu và thỏa mãn lòng dục thì cho đó là hạnh phúc, chứ có hạnh phúc gì đâu, quý vị có thấy chăng? Lòng dục con người thực hiện qua muôn hình vạn trạng bằng những danh từ rất hay. Trai gái chạy theo lòng ham muốn thì gọi là tình yêu. Tình yêu ấy được gắn bó với nhau thì gọi là chung tình. Còn nếu không chung tình mà đi đến tình nhục dục mang bầu ngoài hôn nhân thì xấu hổ sinh ra tự tử hay nạo bỏ thai nhi. Đó là những hành động tội lỗi rất lớn. Từ tình yêu thương muốn thỏa mãn lòng dục dục thì phải đi đến hôn nhân. Hôn nhân được gắn bó với nhau không thay lòng đổi dạ thì gọi là lòng chung thủy. Còn nếu không gắn bó với nhau thì gọi là ngoại tình. Mà ngoại tình thì sinh ra ghen tuông, chửi mắng, đánh đập nhau hay đi đến bạo lực gia đình, tạt axit hoặc đâm chém giết nhau, vân vân. Tình yêu và hôn nhân chỉ là những danh từ chỉ cho những ảo tưởng hạnh phúc, chứ không bao giờ có hạnh phúc chân thật trong hôn nhân. Dù trong tình yêu và hôn nhân có thuận duyên thì cũng đau khổ, còn nếu nghịch duyên thì đau khổ muôn trùng. Cho nên tình yêu và hôn nhân chỉ là một cuộc sống khổ đau của hai người. Nó không có sự bình an, yên vui chân thật như người ta mong đợi. Con người vì vô minh, như người mù có mắt mà không thấy, không hiểu biết lòng tham dục của con người quá to lớn. Do lòng tham dục quá to lớn, nên con người dễ bị nhân quả nắm đầu sai khiến và điều khiển như một tên nô lệ. Vì thế, nhân quả điều khiển dẫn dắt họ đi đâu là họ theo đó, không dám cưỡng lại. Cho nên nó dẫn dắt vào con đường tình yêu thương trai gái một cách dễ dàng. Do đó, họ đã dính bẫy rập tái sinh luân hồi, không thể thoát được. Cho nên loài người không ai mà tránh khỏi. Họ cứ nghĩ rằng phía trước của tình yêu thương trai gái là hạnh phúc bình an. Nhưng nào ngờ càng đi tới thì càng lún sâu vào tội ác và tràn đầy mọi sự khổ đau, cho đến nhắm mắt xuôi tay đi vào lòng đất lạnh, vẫn mơ tưởng đó là con đường hạnh phúc. Trên đời này chỉ có duy nhất có con đường ly dục, ly ác pháp là con đường không còn đau khổ nữa. Vì vậy, người nào đã ly dục, ly ác pháp thì suốt ngày chỉ có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự.
Đó là một hạnh phúc chân thật của một người đã biết sống cho mình và cho mọi người. Vì khi còn sống tại tiền như mọi người, nhưng họ đang sống trong hạnh phúc an vui chân thật. Và khi chết, họ cũng sống trong hạnh phúc an vui đó. Chính vì đó là con đường độc nhất hạnh phúc an vui thực sự. Ngoài ra, không còn có con đường nào khác nữa. Như quý vị đã biết, con đường đó là con đường đạo đức, nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Nó luôn luôn thực hiện nhân cách con người sống không làm khổ mình, khổ người, để được sống trong tình thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, để đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho người. Đó là chân lý diệt đế của Phật giáo. Kết luận và áp dụng. Trong bài này, chúng tôi nói rất nhiều về nhân quả. Cho nên, dù như thế nào thì nhân quả là một điều quan trọng nhất của kiếp làm người. Chúng ta có mặt trên trái đất này đều do nhân quả. Nếu không có nhân quả thì chúng ta không có mặt ở đây. Con đường nhân quả như các con đã biết, nó chi phối khắp vũ trụ không bỏ sót một chỗ nào cả. Chúng ta là những người may mắn đã gặp được chánh pháp của Đức Phật, nên chúng ta không còn lầm lạc nhân quả, không còn bị nhân quả sai khiến, không còn bị nhân quả xúi dục làm điều ác. Vì thế, chúng ta phải sống như thế nào để chuyển sạch nhân quả ác và còn lại những nhân quả thiện? Muốn được vậy, hằng ngày chúng ta phải tu tập chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Các con có nhớ chưa? Đoạn 25. Ở đây không lạm bàn hôn nhân và hạnh phúc gia đình, mà chỉ dừng lại hai chữ tình yêu có vị trí đối lập trong tâm hồn và quả tim của con người. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình. Giải trình án: nói đến tình yêu thương trai gái là nói đến đức chung tình chung thủy. Nhưng tình yêu thương trai gái nó không dừng ở mức độ tình yêu mà luôn luôn tiến tới tình dục dục. Do vậy, trai gái tuổi còn học sinh mà đã vượt rào nên mang bầu, móc thai, nạo phá thai, hoặc dùng thuốc, hoặc dùng những phương tiện khác để ngăn ngừa. Ngăn ngừa để thỏa mãn tình dục dục, nó có ích lợi gì cho bản thân, lại còn làm hao tổn tinh thần và sức khỏe, phải không quý vị? Chỉ vì quý vị không làm chủ tâm mình, nên bị nhân quả xỏ mũi, nắm cổ lôi xuống địa ngục, khổ đau đời đời kiếp kiếp. Bị xỏ mũi nắm cổ lôi đi vào con đường luân hồi. Thế mà mọi người đâu có ai biết. Họ chỉ cho rằng những hành động đồi trụy, trụy lạc là do những văn hóa không lành mạnh bên ngoài xâm nhập vào. Đúng vậy, khi con người còn biết sống có đạo đức khổng mạnh, ăn mặc kín đáo không bó sát người, thì dễ dàng ngăn chặn tình dục dục giữa trai gái. Một khi đạo đức không còn hay đạo đức đang bị xuống cấp, thì con người dễ bị tình dục sai khiến, tức là nhân quả điều khiển. Cho nên tuổi còn học trò mà xem phim tình dục dục thì sinh tâm đam mê ham thích. Chính vì trong thân tâm người có đầy đủ mọi thứ ái dục, vì thế hình dạng sắc tướng của muôn vật chất bên ngoài thường dễ cám dỗ con người. Khi bị cám dỗ thì ham cái này, thích cái kia. Ngay cả khi thấy phụ nữ ăn mặc hở hang thì sinh tâm ham thích tình dục dục. Có đúng như vậy không quý vị? Vì ham thích, con người trở thành u tối mê mờ. Nhờ đó, nhân quả dễ lôi vào con đường tội ác. Bởi vậy, muốn thoát khổ thì chỉ có diệt trừ tâm ái dục thì nhân quả không còn sai khiến chúng ta được. Kết luận và áp dụng. Chung tình như chúng tôi đã nói ở trên, chung tình như thế nào đúng, như thế nào sai? Chung tình đúng là chấm dứt tình dục dục. Chung tình sai là thực hiện tình dục dục. Vì có tình dục dục là có những sự khổ đau, là con đường khổ đau sẽ mở cửa. Biết rõ như vậy, các con là những tu sĩ Phật giáo, tìm lối thoát khổ thì nên tránh xa tình dục dục, xem nó như là rắn độc. Các con có nhớ chưa? Đoạn 26. Nói rộng hơn, tình yêu quê hương đất nước cũng thế thôi, tình yêu là tình yêu. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức hiếu sinh đa hướng. Giải trình án: nói đến tình yêu thương trai gái
thì tình yêu thương tổ quốc và tình yêu thương quê hương không khác. Nhưng nếu tình yêu thương trai gái không biết dừng lại chỗ tình yêu mà bước sang lãnh vực tình dục dục, thì nghĩa của tình yêu thương trong sạch không còn. Cho nên chúng ta hãy coi chừng tình yêu trai gái, nó không đơn giản, nó là khởi sự bắt đầu cho lộ trình tái sinh luân hồi. Cho nên nói dừng, chứ kỳ thực làm sao dừng? Vì bên trong tình yêu thương trai gái có tình dục dục. Mục đích của tình yêu thương trai gái là để thực hiện tình dục. Câu chuyện trên đây thật là ngang trái. Đã yêu thương nhau mà không thành vợ thành chồng, để rồi đến tuổi sắp lìa đời lại gặp nhau. Gặp nhau để mà khổ đau, vì chồng con và vợ con còn đây sờ sờ, ăn làm sao, nói làm sao cho vẹn cả đôi bên. Một mối tình vụng trộm, ông hay bà làm sao dám nói lên điều này với chồng với con? Đều không dám nói lên công khai thì không phải là vụng trộm sao? Tình yêu thương như vậy đối với gia đình không còn chung thủy. Họ đã là những người lớn, trên đầu hai ba thứ tóc, sao lại để một thứ tình yêu lãng mạn trai gái trẻ con làm mất đi ý nghĩa tình đạo lý gia đình, phải không quý vị? Khi chúng ta chưa lập gia đình thì yêu thương như thế nào cũng được, nhưng khi đã khép mình vào khuôn khổ gia đình như con trâu đã gác ách đi cài, thì trách nhiệm và bổn phận làm người đối với gia đình là phải thủy chung với nhau, chứ không còn đi dọc đi ngang như hồi còn trai trẻ. Tình yêu gia đình là một thứ tình yêu gắn bó keo sơn của hai người nam và nữ, để cùng nhau gánh vác một trọng trách to lớn, đó là truyền dòng giống. Cho nên gia đình là một đơn vị của xã hội. Nếu không có gia đình thì không có xã hội. Cho nên gia đình rất quan trọng. Vì thế, tình nghĩa đạo lý gia đình phải được gắn bó trong sạch rõ ràng, không được ngoại tình. Vì ngoại tình thì gia đình sẽ tan nát. Nói yêu thương quê hương mà tình yêu thương gia đình chưa làm xong tình nghĩa chung thủy thì làm sao gọi là tình yêu quê hương? Như trên đã nói, gia đình là một đơn vị của xã hội. Nếu gia đình bất an thì xã hội bất an. Cho nên đạo đức gia đình rất quan trọng. Nếu muốn gia đình được hạnh phúc an vui thì mỗi cá nhân trong gia đình phải học đạo đức nhân bản nhân quả. Nhờ có học đạo đức nhân bản nhân quả thì cá nhân sẽ không làm khổ mình khổ người. Cá nhân sẽ không còn làm khổ mình khổ người, và như vậy sự an vui hạnh phúc gia đình mới chân thật. Nếu gia đình có sự an vui hạnh phúc chân thật thì xã hội mới có trật tự an ninh. Xã hội có trật tự an ninh thì những tệ nạn đồi trụy sẽ không xảy ra, nhất là tai nạn giao thông. Bởi vậy nói tình yêu quê hương mà đạo đức gia đình không trọn vẹn thì nói tình yêu quê hương chỉ là lời nói suông, chứ không bao giờ thực hiện được. Tình yêu quê hương là một tình yêu cao cả, yêu thương tổ quốc, yêu thương dân tộc mình, yêu mảnh đất nơi mình chôn nhau cắt rốn, yêu thương lũy tre làng, cây đa cổ thụ, mái đình năm xưa, yêu thương ngôn ngữ của mình, yêu thương nền văn hóa có đầy đủ lòng tôn kính ông bà tổ tiên, lòng hiếu thảo đối với mẹ cha, vân vân. Cho nên, tình yêu thương giữa nam nữ thì không thể nào gọi là tình yêu quê hương, vì tình yêu trai gái nó đi đến chiếm hữu với nhau để trở thành một. Một mà hai, hai mà một. Cho nên tình yêu trai gái rất hạn hẹp, nó thuộc về tình yêu thương cá nhân. Còn tình yêu thương quê hương, nó rộng lớn trong một nước, nhưng nó lại hạn hẹp trong tình yêu loài người. Tình yêu loài người thì hạn hẹp hơn tình yêu thương sự sống trên hành tinh này. Nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một tình yêu thương mà thôi. Cho nên, tình yêu thương nếu trong sạch, thì nó không thể bận nhơ bởi một điều kiện gì khác nữa. Trong tình yêu thương duy nhất, chỉ có tình yêu thương thì mới thật sự là tình yêu thương cao thượng. Kết luận và áp dụng: muốn thoát ra mọi sự khổ đau của nhân quả thì duy nhất chỉ có lòng yêu thương đa hướng. Lòng yêu thương đa hướng tức là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đó là một trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Các con có nhớ không? Phải cố gắng sống với trạng thái tâm này. Đoạn 27.
Nói thật lòng mình, sau khi suy nghĩ về chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm phục và kính trọng người phụ nữ có hai quả tim vàng, vì bà đã biết cách tôn trọng mình và tôn trọng người chồng đang chung sống với hạnh phúc cả gia đình. Ôi, ở xã hội ta bây giờ, nếu có nhiều người phụ nữ như thế thì đẹp biết bao. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức khen tặng và ca ngợi. Giải trình án: trên đây là ý nghĩ ca ngợi khen tặng hai quả tim vàng của tác giả. Chứ thực sự một người phụ nữ có hai quả tim làm sao gọi chung tình với người khác? Còn đối với gia đình thì làm sao gọi là chung thủy? Mà đã là không chung tình, không chung thủy thì làm sao gọi là quả tim vàng? Trai gái yêu thương nhau phải giữ trọn tình trọn nghĩa suốt đời. Chỉ duy nhất chỉ có một người mà thôi, nam hay nữ cũng vậy, chứ không thể yêu thương hai ba người thì không thể chấp nhận được. Khi tình yêu đã trao đổi cho nhau bằng lời nói yêu nhau thì nên gắn bó với nhau, đừng nay yêu người này mai yêu người khác thì không thể nào gọi là chung tình. Nhưng trước khi mở lời nói yêu thương nhau thì phải giữ gìn lời hứa và phải tôn trọng lời nói của mình. Có tôn trọng lời nói của mình thì mọi người mới quý trọng mình. Còn nói qua nói lại, lời nói không chân thật, hứa rồi nuốt lời nói, đó là tự mình làm mất uy tín và không còn ai kính trọng mình nữa. Cho nên người nói qua nói lại là tự mình đã đánh mất giá trị lời nói của mình, khiến mình mất lòng tin với những người khác. Nói về tình yêu thương trai gái thì lời nói yêu đương cũng phải biết giữ gìn lời hứa chắc chắn. Giữ gìn lời hứa chắc chắn tức là tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Lời nói rất quan trọng và có giá trị đạo đức nhân bản. Nó xác định được người tốt hay người xấu. Vì thế danh dự nó rất lớn trong đời sống con người. Cho nên nói ra chúng ta phải dè dặt cẩn thận, vì là danh dự của mình. Ai cũng biết lời nói ra thì dễ, nhưng lỡ sai thì lời nói ấy rất là khó. Cho nên khi nói yêu thương nhau thì phải đắn đo suy nghĩ cho thật kỹ càng rồi mới nói. Không được nói đại, nói chơi hay nói đùa, nói trêu chọc người khác là không tốt. Người xưa nói: một đoại máu, một lời nói. Câu chuyện trên đây tác giả vào tưởng tượng, nếu vợ chồng ông cụ bà cụ này còn trẻ thì tình yêu tay ba tay tư này làm sao không ghen tuông. Mà đã ghen tuông thì gia đình bất an và sẽ không làm sao tránh khỏi đi vào bạo lực gia đình, hay ít ra cũng phải ly dị chia lìa nhau. Nói về gia đình trong ấm ngoài êm thì đừng có người đàn ông thứ ba hay người đàn bà nào xen vào. Nếu xen vào thì gia đình sớm muộn gì cũng tan nát, trừ khi người vợ hay người chồng đang trên giường bệnh sắp chết hay chỉ nằm chờ ngày chết thì không có gì xảy ra. Nhưng đạo đức gia đình làm sao chấp nhận những người khi chồng hay vợ chưa chết mà đã lo tái giá? Xưa có một cô gái, chồng chết trối trăng lại. Nếu nàng muốn tái giá thì hãy quạt tắt mạch nước này thì mới tái giá. Dâng theo lời chồng, ngày ngày người phụ nữ ngồi quạt mãi mà mạch nước vẫn cứ tuôn trào. Một hôm trang tử đi ngang qua và nghe được câu chuyện thương tâm ấy, ngài cho mượn quạt và mạch nước không còn tuôn trào nữa. Trang tử về thuật lại cho vợ nghe, nghe xong bà trang tử lại mắng: đó là hạng phụ nữ hư thân mất nết, sống không chung tình chung thủy. Người đàn bà như vậy là người đàn bà xấu xa. Ông trang tử nghe vợ nói lời này liền ca ngợi: hay thay, hay thay, bà thật là người đàn bà tốt, chung tình chung thủy, một chồng một vợ, thật là tuyệt vời. Chuyện xảy ra ít lâu sau, ông trang tử qua phần, bà làm ma chay linh đình, rước học trò lễ dâng cơm dâng trà, cúng bái đủ lễ ngày ba lần. Trong số học trò lễ có một cậu học trò lễ vừa đẹp trai vừa lịch sự, thường trao đổi tình ý qua lại với bà trang tử. Một hôm anh chàng học trò lễ này phát bệnh đau bụng lăn lộn rên la thảm thiết. Bà trang tử hỏi: xưa kia cậu có hay đau bụng như thế này không? Khi đau bụng cậu uống những thuốc gì? Thuốc đó ở đâu?
Người học trò Lễ trả lời: xưa kia cũng hay đau bụng như thế này, nhưng nhờ có cái đầu lâu khô mài uống thì hết ngay liền. Bà Trang Tử nói: như vậy nhà ở đâu? Tôi sẽ sai người đến nhà cậu để lấy đầu lâu về được không? Cậu học trò Lễ trả lời: không được đâu. Nếu lúc đi cho đến lúc về thì bệnh đau của tôi đã chết mất rồi. Bà Trang Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: nhưng chiếc đầu lâu còn dúc dốt có được không? Cậu học trò Lễ quả quyết trả lời: được, mai ra uống sẽ hết đau liền. Bà Trang Tử liền lấy dồ đập vào áo quan và định cắt đầu ông Trang Tử làm thuốc. Nhưng thầy ma của ông Trang Tử ngồi dậy vừa cười vừa hát lớn: thương thay cho gái quạt mồ, giận thay cho gái lấy dồ đập xăng. Cho nên trên đời này tìm người chung thủy chung tình rất khó. Câu chuyện gái quạt mồ cũng là một cái gương để người đời soi chung. Trên đời này tình yêu thương trai gái là hạnh phúc an vui, là chung tình chung thủy thì không tìm đâu có quý vị ạ. Vì sự việc xảy ra như trên mà bà Trang Tử quá xấu hổ, chẳng bao lâu mắc bệnh qua phần. Ông Trang Tử làm đám tang và chế ra cái trống cơm. Bây giờ chúng ta thường thấy cái đám tang nào cũng có cái trống nhỏ tròn một bắp dế người lớn dài độ 5 tấc. Trong đám tang của vợ, ông Trang Tử ngồi lấy tay vỗ vào trống và hát lên: vợ chết trước là vợ của mình, vợ chết sau là vợ của người ta. Câu chuyện này nói lên ý nghĩa tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân, nhưng khó tìm thấy sự chung tình chung thủy của con người. Đó là sự lầm lạc rất lớn của con người. Ngay từ đầu, khi biết yêu thương giữa trai và gái, họ cứ tưởng tình yêu đó là hạnh phúc, an vui. Nhưng không phải vậy, đó là một thứ tình yêu bắt đầu đau khổ của đời người. Chúng ta phải nhìn thẳng mới thấy rõ. Từ chỗ tuổi thơ ngay chưa biết yêu thương giữa trai gái, thì tình yêu thương cha mẹ, anh chị em trong gia đình vô tư và hồn nhiên. Nếu gia đình có sẵn nền móng đạo đức nhân bản, thì tình yêu thương ấy trở thành tình yêu thương trợ giúp nhau, chia sẻ những nặng nhọc, ngọt bùi, cay đắng bên nhau. Còn tình yêu thương trai gái, nó khác xa với tình yêu thương tuổi thơ ngây. Tình yêu thương trai gái có tính cách chiếm hữu, như một vật sở hữu của riêng mình, nó không còn là của chung nữa. Chính nó là của riêng, nên phải đi đến hôn nhân để trở thành vật sở hữu của riêng nhau. Theo Phật giáo, còn thấy một vật gì trên đời này là ta, là của ta, thì sự đau khổ sẽ ngút ngàn. Cho nên nói đến tình yêu thương trai gái là nói đến sự đau khổ của kiếp người. Trên đời này chỉ duy nhất con người phải thoát ra khỏi tình yêu thương trai gái thì mới mong tìm được giải thoát. Con đường giải thoát của Đạo Phật cũng vậy. Nó xây dựng trên tình yêu thương ly dục. Muốn tu theo Phật giáo mà không thoát ly tình chồng nghĩa vợ thì không thể nào tu tập theo con đường của Phật giáo được. Còn tình chồng nghĩa vợ thì tu hành không bao giờ chứng quả A-la-hán. Quý vị có biết không? Kết luận và áp dụng. Chê bai và khen tặng là hai điều mà các con cần lưu ý. Chê như thế nào là chê đúng và chê như thế nào là chê sai. Khen cũng vậy, khen như thế nào là khen đúng và khen như thế nào là khen sai. Các con hãy căn cứ vào giới luật đức hạnh mà biết người khen chê đúng sai. Khen người giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự là người chứng đạo. Đó là khen đúng. Còn ngược lại, tâm chưa bất động mà cho người đó chứng đạo là khen sai. Khen người sống không làm khổ mình, khổ người và chúng sinh là người chứng đạo. Đó là khen đúng. Còn ngược lại là khen sai. Chê cũng vậy. Khi người sống với tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ mà chê, đó là chê không đúng. Người giữ gìn giới luật, không ăn uống, ngủ nghỉ phi thời mà chê là chê sai. Người ăn uống ngủ nghỉ phi thời mà khen là khen sai. Các con nên nhớ kỹ, khi khen chê đều phải nhìn vào giới luật đức hạnh, mà khen chê thì không sai.
Đoạn 28. Nói đến người phụ nữ có hai quả tim vàng, không thể không nói đến nhân vật thứ ba, người đã nhận một trong hai quả tim vàng đó. Vì là bạn cùng trường, có lần tôi gặp và hỏi thẳng thắn anh ta, anh bảo: "Tôi đã quên đi lâu lắm rồi, vì cô ta đẹp ai mà chẳng mê, mình lại ở cách trở xa xôi." Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức thành thật. Giải trình án: đúng vậy. Người đàn ông nào thấy các cô có sắc đẹp mà không để ý? Sự để ý một cô gái có sắc đẹp là bắt đầu cho tình yêu trai gái. Nếu có đủ duyên được gần gũi nhau nhiều hơn để tìm hiểu, thì tình yêu thương ấy phát triển và đi đến thổ lộ tâm tình. Từ thổ lộ tâm tình sẽ đi đến hôn nhân. Từ chỗ hôn nhân là một sợi dây ràng buộc hai người gắn chặt vào nhau, cùng bước đi trên một lộ trình đầy gian khổ và thử thách. Bao nhiêu nghiệp báo trả dai, dai trả, nhiều đời nhiều kiếp cũng từ đây xuất hiện không sao kể hết. Người không hiểu biết tưởng tình thương yêu trai gái là hạnh phúc an vui, tưởng đây là thiên đàng, nào ngờ rơi xuống địa ngục mà không biết. Cho nên địa ngục trần gian bắt đầu từ tình yêu trai gái, và cũng nơi đó nhân quả trùng trùng duyên sinh, và cũng trùng trùng duyên diệt. Sinh bao nhiêu thì lại diệt bấy nhiêu, để quân bình sự sống trên hành tinh này. Chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây mới biết tình yêu thương trai gái nó không dừng lại, mà luôn luôn đòi hỏi tình nhục dục. Mà tình nhục dục không đạt thì tình yêu sẽ mất luôn. Tôi quen anh ấy qua chat. Anh ấy là một người đàn ông rất lịch sự. Anh ấy luôn biết động viên tôi những lúc tôi buồn và biết dạy tôi điều hay lẽ phải. Người đàn ông đó khiến tôi thấy chat là công việc có ý nghĩa vô cùng. Một hôm máy tính của tôi hỏng, thế là anh đã gửi cho tôi một bộ vi tính mới. Tôi không nhận, anh bảo: "Nếu em không chat bằng máy tính mới, anh sẽ không nói chuyện với em nữa." Tôi đành phải nhận, tôi không muốn mất một người bạn tốt như anh. Từ sau ngày đó, tôi và anh đều chat nhiều hơn, tôi hiểu anh hơn. Hóa ra gia đình anh đang gặp vấn đề rắc rối. Vợ anh không hợp với anh, dù chị rất tốt. Hai người luôn luôn mâu thuẫn, anh buồn nên thường lên mạng. Tôi đã có gia đình và rất hạnh phúc. Tôi chỉ lên mạng giải trí cho vui, nhưng tôi có thể lắng nghe và chia sẻ với anh những kinh nghiệm của người phụ nữ nói chung. Tôi biết là anh cũng cần điều đó. Chúng tôi chat như thế khoảng 2 tháng thì hẹn gặp nhau. Tôi rất mừng vì gặp được người bạn tâm giao. Không dè sau một hồi tâm sự, anh ấy bảo rất buồn và rất muốn gần gũi tôi, vì đã rất lâu anh không gần gũi vợ. Tôi thật sự bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng anh ấy có ý nghĩ đó. Tôi chỉ kịp nói lời xin lỗi trước khi vội vã rời khỏi chỗ hẹn. Mấy ngày sau, anh gọi điện thoại cho tôi, nói anh có việc cần một ít tiền để giải quyết. Thế là tôi gửi tiền vào tài khoản cho anh. Không dè sau đó, anh không liên lạc với tôi nữa. Tôi hiểu rằng anh muốn bù vào cái máy vi tính đã gửi cho tôi. Tôi đã hy vọng rất nhiều về một tình bạn trong sáng vô tư, có thể chia sẻ những vui buồn. Nhưng anh đã làm cho tôi hiểu rằng, dường như trên đời này, người ta không cho không ai một cái gì. Tôi đã rất ngây thơ khi nhận món quà của anh. Bây giờ tôi chẳng biết làm sao với cái máy tính. Mỗi lần nhìn nó, lòng tôi quặn đau. Tôi mong rằng anh sẽ không làm như thế với người đàn bà khác. Người ta nghĩ rằng chat là thế giới ảo, những nỗi đau và sự thất vọng là có thực. Thanh Thanh, báo Người Lao Động, ngày 13 tháng 11 năm 2007. Đấy, quý vị thấy chưa? Tình yêu thương giữa trai gái không bao giờ trong sáng vô tư được, khi nó luôn luôn đi tới để đòi hỏi tình nhục dục, phàm phu tục tử, bất tịnh ô uế, bẩn thỉu hôi thối. Đó là một loại tình yêu thương phàm tục, chịu sự điều hành của luật nhân quả. Kết luận và áp dụng: thành thật là một đức hạnh tạo cho mình nhiều uy tín. Nếu một người thiếu thành thật là tự họ nói dối, tự đánh mất lòng tin với mọi người. Họ nghĩ rằng nói dối không ai phát hiện được sao? Trên đời này không thể nói gạt người khác được, che đậy như thế nào rồi người ta cũng vẫn biết.
Cho nên làm người phải thành thật là tốt nhất. Người nói thành thật ai cũng quý trọng, còn người không thành thật, ngoài mặt nói gì ai cũng đều nghe, nhưng họ không tin, dù người ấy có nói đúng sự thật. Người nói không thật ai cũng khinh rẻ. Trong kinh Phật dạy, người nói dối không một điều ác nào họ không làm. Vì thế chúng ta nên tránh xa những người này, vì họ không thể làm bạn với chúng ta được. Các con là tu sĩ Phật giáo nên lưu ý những điều này. Phải luôn luôn cố gắng nói lời thành thật, phải luôn luôn nói lời đúng sự thật. Dù có chết các con cũng không nên nói dối. Thà nói sự thật mà chết còn hơn nói không thật. Đó là một đức hạnh cao cả, làm người rất tuyệt vời. Đoạn 29. Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cú điện thoại. Nghe tiếng nói của cô ta rõ ràng mà mình tưởng như mơ. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức chung thủy. Giải trình án: một ông già tuổi tác 80, sống gần đất xa trời, mà tình cảm gia đình vẫn không trọn vẹn. Khi nghe người đẹp yêu thương mình thì ngay đó mất sự sáng suốt, chỉ còn chạy theo tiếng gọi của tình yêu lãng mạn. Ngay khi khởi tâm đó là lỗi đạo làm người, làm chồng. Không chung thủy với vợ con, đó là một tà tâm, được xem như ngoại tình. Lòng yêu thương ấy rạo rực, tưởng như mình sống trong mơ. Tình yêu thương trai gái rất hấp dẫn. Nếu có ai gợi lên là nó sống lại liền, sống lại như tuổi còn trai trẻ. Như chúng tôi đã nói, tình yêu trai gái là một lộ trình nhân quả mở đường cho sự tái sinh luân hồi của kiếp làm chúng sinh mãi mãi. Cho nên người hiểu biết thì rất sợ tình yêu thương trai gái. Khi trong tâm vừa chớm khởi niệm thì hãy bóp chết niệm ấy ngay liền, để luôn luôn giữ tình yêu thương trong sạch, thanh cao và vô tư. Có giữ được tình yêu thương như vậy mới thấy tình yêu thương ấy cao thượng. Tình yêu thương cao thượng trong sáng như tình yêu thương tổ quốc quê hương. Chúng ta là những người tu học đạo đức nhân bản, nhân quả theo Phật giáo, thì lúc nào cũng sống trong đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh là một tình yêu thương trong sáng và thanh tịnh vô tư, hồn nhiên trong sạch, không chạy theo dục lạc, không đắm nhiễm danh lợi, chỉ thuần là một thứ tình yêu thương sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Trong đó có yêu thương mình. Nếu chúng ta không học đạo đức hiếu sinh chung thủy thì làm sao chúng ta hiểu được tình yêu thương trai gái là con đường sinh tử luân hồi? Nhờ có học, chúng ta mới biết lộ trình đó là lộ trình đầy đau khổ. Nhờ có học, chúng ta mới biết để vượt qua. Vượt qua để làm chủ cuộc sống, vượt qua để chấm dứt tái sinh luân hồi, vượt qua để làm chủ quy luật nhân quả, vượt qua để tránh sự chi phối và sai sự của ái dục mà nhân quả đang sử dụng nó để điều khiển vạn vật vũ trụ. Vượt qua có nghĩa là không bị chìm đắm trong tình yêu thương dục lạc của ái dục. Tình yêu thương ấy là tình yêu thương thường mang tính ích kỷ nhỏ mọn, hẹp hòi, chiếm hữu, gian xảo lường gạt, và mang đến bao nhiêu nỗi khổ đau cho mình, cho người khác. Khi đã hiểu tình yêu thương ấy mang đến cho con người nhiều đau khổ như vậy, thì chúng ta cần phải cố gắng khắc phục để diệt trừ tình yêu thương ấy trong tâm mình. Nhất là chúng ta cần phải tìm ra một phương pháp để chuyển đổi tình yêu nhỏ hẹp đó trở thành tình yêu thương cao thượng, vô tư và to lớn như tình yêu quê hương, tình yêu tổ quốc, tình yêu nhân loại, tình yêu tất cả chúng sinh trong muôn loài vạn vật. Và con người rất cần phải phát triển tình yêu thương ấy rộng lớn đến tận cùng, cũng như tình thương yêu môi trường sống trên hành tinh này vậy. Nếu không chịu khó học tập đạo đức nhân bản, nhân quả, thì chúng ta không thể nào hiểu biết tình yêu thương sâu xa, rộng lớn, vô tư, hồn nhiên, trong sáng, vân vân như vậy. Con người ai ai cũng có tình yêu thương, nhưng tình yêu thương đó còn hạn hẹp trong phạm vi cá nhân ích kỷ, và chỉ lẫn quẩn trong tình yêu thương nhất hướng cố chấp hẹp hòi, thường mang lại cho chúng ta những sự khổ đau hơn là những sự bình an, yên vui và hạnh phúc. Khi muốn yêu thương trong tình yêu trai gái thì quý vị hãy đề cao cảnh giác. Nó không phải là con đường an vui hạnh phúc chân thật đâu. Nó chỉ là một hình bóng đẹp
như giọt sương mai trong buổi sớm. Nó là lộ trình cho những chuỗi ngày đau khổ của kiếp làm người. Kết luận và áp dụng: đạo đức gia đình không chấp nhận những người không chung thủy. Cho nên đối với gia đình, chồng hay vợ sống với nhau phải chung tình và chung thủy. Đó là trách nhiệm, bổn phận không thể thiếu và sống khác hơn nữa được. Đạo đức gia đình gồm nhiều đức hạnh để đối xử nhau mà không lỗi đạo. Nhưng đức chung tình, chung thủy mà không giữ gìn được thì tất cả đức khác đều không có nghĩa lý gì cả. Vợ chồng hai người sống với nhau thì phải giữ gìn đức chung tình và chung thủy cho trọn vẹn, thì như vậy mới gọi là đạo đức gia đình. Cho nên chung tình, chung thủy là đạo đức đầu tiên của gia đình. Nếu gia đình mà thiếu hai đức này thì gia đình mất hết ý nghĩa. Các con có gia đình. Đoạn 30. Tôi và nàng cũng như hạt gạo trên sàn. Sau cuộc chiến tranh trường kỳ, hồi còn nhỏ đã yêu nhau, qua đôi mắt đã hiểu lòng nhau. Nay tuổi đã già lại yêu nhau nhiều hơn. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình khẩu hạnh. Giải trình án: mối tình đầu của trai gái khó quên. Mặc dù yêu nhau qua cái nhìn vội vàng, qua những cử chỉ thầm lặng, tuy không nói ra bằng lời, nhưng họ đã hiểu nhau. Bởi vậy tình yêu trai gái rất đẹp, nhưng phải đứng ở góc độ này, đừng đi sang qua góc độ khác mà mất hết ý nghĩa thanh cao của nó. Cụ ông cụ bà này tuổi đã gần 80 mà chưa quên nhau, mối tình đầu thật là chung tình. Trong chiến tranh cứ nghĩ rằng người yêu đã chết nên ông lấy vợ, bà lấy chồng. Tuy vậy, mối tình đầu ấy vẫn còn chôn chặt mãi trong lòng của hai người thật là bền bỉ. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, thế mà mối tình vẫn không quên, thật là sắc son. Người đời cứ nghĩ yêu nhau như vậy là hạnh phúc, nhưng quý vị xét cho cùng thì có hạnh phúc gì đâu, chỉ là nỗi niềm thương nhớ mà thôi. Nhớ thương là một sự khổ đau, có đúng như vậy không quý vị? Nhớ thương mà không gặp nhau thì càng khổ đau hơn. Thỉnh thoảng nhớ lại chỉ còn là những kỷ niệm trong ký ức. Mỗi lần nhớ lại là một nỗi buồn man mác khởi lên tận trong tâm can của mình. Tình yêu thương trai gái vẫn là nỗi khổ đau của con người, nhưng phải biết chủ động điều khiển nó. Đừng để nó dẫn dắt đi vào đường tình dục dục thì nó vẫn còn cao đẹp. Vì đường tình dục không hay chút nào cả, bẩn thỉu bất tịnh, và nó dẫn người ta chiếm hữu với nhau, và nó còn đưa đến nhiều ngõ ngách đau khổ không đường trước được. Tình yêu thương trai gái thanh cao vô tư là ở chỗ trong sạch thanh tịnh, đừng lợi dụng nhau, đừng xâm chiếm nhau, chỉ nên đem lại sự bình an và an ủi cho nhau. Được như vậy, tình yêu trai gái không khác gì tình yêu quê hương tổ quốc, vì tình yêu quê hương tổ quốc là đem lại sự lợi ích cho dân tộc, cho nước non. Tình yêu thương như vậy là nguồn an ủi cho mọi người, và nhất là cho những người bất hạnh trong xã hội. Yêu thương không thể chỉ là lời nói suông. Lời nói suông là chẳng yêu thương gì cả. Yêu thương phải biến ra hành động mới thật sự là yêu thương. Đây, chúng ta hãy đọc Chiếc Hộp Yêu Thương mà suy ngẫm tình yêu thương trong sạch và hồn nhiên vô tư, chứ không phải thứ tình yêu lợi dụng nhau. Gia đình Lina rất nghèo. Mẹ Lina mất sớm và ba của cô bé ở vậy cảnh gà trống nuôi con. Cuộc sống hai cha con rất khó khăn nên mọi thứ phải tằn tiện lắm mới có đủ tiền cho cô bé đến trường. Bé Lina đã sớm ý thức được sự vất vả của ba nên cô rất ngoan và biết tiết kiệm mọi thứ trong sinh hoạt. Mới 6 tuổi nhưng Lina phải làm gì để có món quà sinh nhật tặng ba mà không tốn kém? Và đó là lý do ba của đứa bé đã mắng con gái mình vì lãng phí. Tiền bạc eo hẹp, cho nên người cha nổi giận khi cô bé cắt những tấm giấy bao tập làm từng mảnh nhỏ, chỉ để trang trí một chiếc hộp giấy. Hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến bên ba và nói: "Con tặng ba, chúc ba sinh nhật vui." Ba của Lina vì cơn giận dữ của mình hôm trước, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi ông mở hộp ra chẳng thấy gì.
Ông mắng cô gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng. Ba ơi, đó đâu phải là chiếc hộp không? Con đã thổi đầy những nụ hôn trong đó để tặng ba. Người cha giật mình, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, và ông xin lỗi con. Ít lâu sau, Lina qua đời trong một tai nạn. Gần chục năm mà người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp bên cạnh. Mỗi khi không vui, ông mở chiếc hộp ra và tưởng tượng những nụ hôn của con gái bé bỏng đang bay lên má của ông rất ấm áp. Trên đời này, có tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu thương như thế? Ân Nam. Tình yêu thương như cháu bé Lina là một thứ tình yêu thương trong sạch, thanh cao và vô tư. Sống trên đời này, chúng ta hãy giữ gìn tình yêu thương trong sạch ấy. Dù trai hay gái có yêu thương nhau, thì đừng bước vào tình dục dục, vì nó sẽ làm mất giá trị thanh cao, vô tư, trong sạch của tình yêu thương. Vì tình dục dục ô trượt bẩn thỉu là một loại tình cảm thấp hèn, lợi dụng, xâm chiếm, gây ra nhiều khổ đau. Tình trạng hiện giờ người mẹ giết con trong trứng nước, đó là con người mất hết tình yêu thương của người mẹ, chỉ còn biết cách làm thỏa mãn tình dục dục. Vì tình dục dục mà họ bày ra nhiều cách ngăn ngừa hoặc phá thai bằng bao cao su, bằng thuốc thang hoặc bằng cách cột, đốt, vân vân. Và cuối cùng thì bằng cách phẫu thuật nạo móc bỏ thai nhi một cách ác độc. Làm mẹ sao nỡ tâm giết con mình như vậy, phải không quý vị? Vậy mà còn có những bà mẹ đánh con cho đến chết. Thật là loài ác quỷ, chứ con người ai mà nhẫn tâm đánh con đến chết được như vậy. Loài thú còn không nỡ ăn thịt con. Đây là một tin tức đã đăng trên báo Tuổi Trẻ thứ năm 27 tháng 12 năm 2007. Bé trai 5 tuổi bị mẹ ruột đánh đã tử vong. Sau 5 ngày hôn mê, phải phẫu thuật cấp cứu, thở máy và chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng 12 giờ 20 ngày 26 tháng 12, bé Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 12, bé Hoàng được những người hàng xóm tốt bụng đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên mặt, đầu, đã hôn mê vì mẹ ruột đánh đập tàn nhẫn. Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy Hoàng bị chấn thương sọ não, có máu tụ dưới màng cứng bán cầu bên trái với biểu hiện phù não mê sâu. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Mai, mẹ của bé Hoàng, lúc 13 giờ ngày 21 tháng 12, vì tức giận bé Hoàng không nghe lời mình, nên đã dùng vá múc canh, nồi gang, bình ga mini, bình xịt mũi đập tới tấp vào đầu, lưng Hoàng để dạy dỗ. Đến 20 giờ cùng ngày, thấy bé Hoàng oái mửa mê man, Mai nhờ người đưa bé đi cấp cứu. Người mẹ sao nỡ nhẫn tâm đánh con đến chết như vậy? Ngày xưa, ông bà dạy con cháu nếu đánh con thì đánh mông chúng, chứ không được đánh bất kỳ nơi đâu hết. Khi đánh phải bắt chúng nằm xuống, đánh một hai cây roi mây mà thôi, chứ không được đánh bằng cây, gậy, gọc, vân vân. Còn bây giờ người ta đánh trẻ con ghê quá. Lòng yêu thương của người mẹ, của con người ở đâu? Họ đã đánh mất rồi. Những trẻ con thơ ngây vô tội, thế sao ai nỡ nhẫn tâm đánh đập cơ thể ra nông nỗi này? Thật là xót xa thương cảm vô cùng. Kết luận và áp dụng: là con người thì lòng thương yêu là đạo đức nhân bản thứ nhất của loài người. Nếu con người không có lòng yêu thương là loài ác quỷ chứ không phải là con thú vật. Vì con thú vật cũng còn biết thương yêu, cũng biết che chở đùm bọc lẫn nhau. Thố tử hồ bi, hoặc một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Chúng ta là con người phải tập rèn luyện đức hiếu sinh. Chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho tất cả loài vật. Chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại cho bản thân, gia đình và xã hội
sự an vui. Cho nên đức hiếu sinh là đệ nhất pháp ban vui, cứu khổ, phò nguy, vân vân, là một vị thần hộ mệnh cho mọi người, mọi nhà. Vì vậy các con nên nhớ lời dạy này. Trên đời này không có gì quý hơn lòng yêu thương mình, yêu thương mọi người và yêu thương tất cả chúng sinh. Đoạn 31. Thật là hạnh phúc vì hạnh phúc đó mà có đêm không ngủ được, đành gọi điện thoại và xin phép nàng qua không gian gửi đến mái tóc bạch kim của nàng một nụ hôn đầy những giọt nước mắt vui. Nàng nói: em nhận ngay, nhận ngay, nhận ngay, với tiếng cười trong trẻo lạc quan đã làm cho tôi quên mất đi tuổi gần 80 mà có thêm niềm vui cuộc sống. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức chung thủy khẩu hành. Giải trình án: ở đây nói về đạo đức, cho nên đoạn văn trên đây xác định ông cụ bà cụ này thiếu đức thủy chung, tức là ngoại tình. Đức chung thủy không cho phép một người có chồng có vợ mà còn chia sẻ tình yêu thương ấy cho người khác, huống là ông cụ kia nói trong điện thoại gửi nụ hôn, bà cụ liền nhận ngay với một nỗi vui mừng. Những hành động ấy thật là lỗi đạo gia đình. Như vậy trong lời nói hân hoan, trong hành động vui mừng như một chàng trai mới lớn, như cô thiếu nữ tuổi mới 16 xuân xanh, thì thật là không còn chỗ nào phê bình cụ ông cụ bà này. Biết rằng mối tình này quá keo sơn gắn bó, nhưng tình cảm như vậy là lỗi đạo. Vậy mà duyên hôn nhân không có, để rồi cụ ông có vợ, cụ bà có chồng, thật là đau khổ biết chừng nào, phải không quý vị? Thà đừng lập gia đình, mà đã lập gia đình thì đừng lỗi đạo. Khi đã lập gia đình thì phải giữ gìn trọn vẹn mới gọi là tình chồng nghĩa vợ. Còn tình cảm đối xử với nhau như vậy thì làm sao tình chồng nghĩa vợ cho trọn đầy? Nếu cụ bà của ông kia mà biết được thì không khỏi buồn lòng, không khỏi nghĩ rằng chồng hay vợ mình không còn thủy chung nữa. Nghĩ như vậy, nỗi đau ấy sẽ mãi mãi trong lòng cho đến ngày chết cũng không tan. Nỗi riêng riêng những bàng hoàng, dầu chông trắng dĩa lệ tràn thấm khăn. Để chứng minh cho một mối tình chung tình và thủy chung, mời quý vị đọc câu chuyện Ví Tiền. Vào một ngày lạnh giá, trên đường về nhà, bỗng tôi phát hiện một chiếc ví ai đó đánh rơi. Tôi nhặt lên và mở ra xem, trong đó chỉ có $3 và một bức thư đã bị nhăn nhúm, dường như nó đã được để trong ví rất lâu rồi. Phong bì đã rách, nhưng tôi có thể đọc được địa chỉ của người gửi. Tôi mở thư ra, hy vọng tìm được một vài manh mối. Bức thư được viết năm 1924, chữ viết trong thư là chữ con gái. Ở góc phải lá thư màu xanh nhạt này có một bông hoa nhỏ. Đây là một bức thư tuyệt tình viết cho Michael. Người viết nói vì mẹ cô ấy ngăn cấm nên cô ấy không thể gặp lại Michael. Cô ấy viết cho dù thế nào cô ấy vẫn sẽ yêu anh ấy. Cuối thư ký tên Hannah. Đây là bức thư tình cảm và buồn, nhưng ngoài cái tên Michael ra, tôi không thể xác định chủ nhân của chiếc ví là ai. Tôi hỏi đài thông tin, mong rằng nhân viên ở đó có thể tra được số điện thoại của Hannah qua địa chỉ trên thư. Nhân viên ở đó kiến nghị với người phụ trách của cô ấy. Một lúc sau người đó nói: ồ, chúng tôi có số điện thoại của địa chỉ đó, nhưng tôi không thể cho bạn. Cô ấy nhã nhặn nói với tôi, cô ấy sẽ gọi điện thoại đến trước để xin phép. Nếu bà ấy không đồng ý thì tôi sẽ liên hệ sau. 10 phút sau, người phụ trách quay lại nói với tôi, có một phụ nữ muốn nói chuyện với bạn. Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia, phải chăng cô ấy quen một người tên là Hannah? Cô ấy ngạc nhiên nói, ồ, chúng tôi đã mua lại căn nhà này. Con gái của gia đình họ tên là Hannah, nhưng chuyện này cách đây 30 năm rồi. Chị biết nhà đó ở đâu không? Tôi hỏi. Tôi nhớ vài năm trước Hannah đưa mẹ cô ấy tới một viện dưỡng lão. Cô ấy nói, nếu như cô liên hệ với bà ấy, có thể cô sẽ biết Hannah ở đâu. Cô ấy cho tôi biết tên của viện dưỡng lão. Tôi gọi điện thoại tới đó.
Một người phụ nữ nói với tôi bà ấy đã qua đời mấy năm trước rồi, nhưng họ đã cho tôi số điện thoại của Hana. Tôi cảm ơn và tiếp tục nhấn điện thoại gọi cho Hana. Hana giải thích bây giờ bà ấy cũng đang ở trong viện dưỡng lão. Tôi nghĩ mình thật là ngớ ngẩn, vì sao phải phí sức đi tìm một chủ nhân của chiếc ví chỉ có $3 và một bức thư đã được viết gần 60 năm rồi. Tuy vậy, tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Lúc đó là 10 giờ tối rồi. Cô y tá và người bảo vệ trực đêm đang đợi tôi ở cửa. Chúng tôi lên tầng 3 của tòa nhà. Trong phòng khách, cô y tá giới thiệu tôi với Hana. Đó là một bà lão hiền hậu, nét mặt tươi tỉnh. Tuy mái tóc đã bạc hết, nhưng bà rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Tôi kể với bà ấy về chuyện chiếc ví và cho bà xem thư. Bà nhìn góc bên phải lá thư và thở dài rồi nói: "Cô bạn trẻ, bức thư này là mối liên hệ cuối cùng của tôi với Michael." Sau đó bà ấy nhìn đi chỗ khác như để trấn tĩnh lại và dịu dàng nói: "Tôi rất yêu anh ấy, nhưng khi đó tôi chỉ có 16 tuổi. Mẹ tôi thấy tôi còn quá nhỏ. Ồ, anh ấy rất là tuấn tú, trông giống diễn viên Vanelli." "Vâng," bà ấy tiếp tục nói, "Michael là một người rất tốt. Nếu như cô tìm được anh ấy, hãy nói với anh ấy, tôi luôn luôn nghĩ về anh ấy và..." Bà ngừng lại một lát, cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi nghĩ không có ai bằng Michael." Tôi cảm ơn Hana và từ biệt bà ấy. Tôi đi thang máy xuống tầng 1. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi: "Bà ấy có giúp chị được gì không?" Tôi nói rằng bà ấy đã cho tôi một vài manh mối. Ít nhất tôi cũng biết được một chút về họ. Nhưng tạm thời tôi sẽ gác lại chuyện này, vì tôi đã mất đúng một ngày để hỏi cho ra chủ nhân của chiếc ví này. Tôi đưa chiếc ví đó ra. Đó là chiếc ví da màu đỏ và có đai màu nâu giản dị, không có hoa văn. Khi người bảo vệ nhìn thấy nó, ông ta nói: "Ồ, đợi một chút, đó là cái ví của ông Ghost. Bất kể nó ở đâu, chỉ cần nhìn thấy màu đỏ tươi đó là tôi có thể nhận ra ngay. Ông ấy luôn đánh rơi nó. Tôi đã từng 3 lần phát hiện ra nó ở trong phòng." "Ông Ghost là ai?" Tôi hỏi, tay bắt đầu run run. "Ông ấy là một ông già ở tầng 8, nhất định đó là ví của ông Michael Ghost. Chắc ông ấy làm rơi khi đi dạo." Tôi cảm ơn người bảo vệ, rồi chạy nhanh lên phòng làm việc của y sĩ, kể với cô ta những lời của người bảo vệ. Chúng tôi đi thang máy lên tầng 8. Tôi thầm cầu nguyện Ghost chưa ngủ. Lên đến nơi, cô y sĩ nói: "Tôi nghĩ ông ấy đang ở trong phòng khách. Ông ấy thích đọc sách vào buổi tối. Đó là một ông già đáng yêu." Chúng tôi bước vào trong căn phòng duy chỉ có một bóng đèn. Ông đang xem sách. Cô y sĩ bước đến và hỏi ông ấy có bị mất ví tiền không. Ghost ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sờ tay vào túi sau. "Ồ, không thấy nó." "Chị này nhặt được một chiếc ví. Chúng tôi nghĩ có thể là của ông." Tôi đưa chiếc ví cho Ghost. Khi nhìn thấy nó, ông ấy thở phào nhẹ nhõm, cười và nói: "Vâng, chính là nó. Chắc là chiều nay nó đã rơi ra khỏi túi của tôi. Tôi phải cảm ơn cô." "Không có gì." Tôi nói: "Tôi cần phải nói với ông một chuyện. Vì muốn tìm chủ nhân của chiếc ví mà tôi đã xem nội dung lá thư." Nét mặt tươi cười của ông đột nhiên biến sắc và nói: "Cô đã xem bức thư đó rồi sao?" "Tôi không những đã xem thư đó mà còn biết Hana ở đâu." Sắc mặt ông tái nhợt. "Hana, cô biết bà ấy ở đâu? Bà ấy còn khỏe không? Bà ấy vẫn còn đẹp phải không? Xin hãy nói cho tôi." Ông ta cầu khẩn nói. "Bà ấy rất..." "Như là lần đầu tiên ông gặp bà ấy." Tôi dịu dàng nói. Ông già lại cười nói: "Cô có thể cho tôi biết bà ấy ở đâu không? Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho bà ấy."
Ông ấy nắm tay tôi tiếp tục nói: "Cô biết không, tôi yêu bà ấy đến nhường nào. Thậm chí khi nhận được bức thư này, cuộc sống của tôi dường như đã kết thúc. Tôi vẫn chưa kết hôn vì tôi trọn đời yêu cô ấy." "Mike," tôi nói, "hãy đi với tôi." Chúng tôi đi thang máy xuống lầu 3. Hành lang rất tối, chỉ có hai ngọn đèn đêm nhỏ chiếu xuống chúng tôi đến phòng khách. Hannah đang ngồi một mình xem TV ở đó. Cô y sĩ đến trước bà ta. Michael và tôi đợi ở cửa. Cô y sĩ chỉ vào Michael nói nhỏ: "Hannah, bà nhận ra người đàn ông này không?" Bà ấy bỏ kính xuống, nhìn ông lão một hồi rồi im lặng không nói. Michael nhẹ nhàng ghé sát vào tai bà ta nói: "Hannah, tôi là Michael, bà còn nhớ tôi không?" Bà ấy giật mình: "Michael, tôi không dám tin. Michael, là ông ư? Michael của tôi." Ông Michael từ từ bước đến, họ ôm chặt lấy nhau. Cô y sĩ và tôi không ai bảo ai, chúng tôi đều rơi nước mắt. Chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. "Chị thấy không?" tôi nói. "Ôi sự sắp đặt của nhân quả. Nếu như người muốn như thế, thì sự việc nhất định sẽ như thế." Khoảng 3 tuần sau, ở phòng làm việc, tôi nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão gọi đến. "Cô có rỗi vào Chủ nhật để tham dự hôn lễ của chúng tôi không?" Hôn lễ được tổ chức rất náo nhiệt. Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều trang điểm đẹp đẽ và chúc mừng cho họ. Hannah mặc chiếc váy màu trắng ngà trông rất đẹp. Michael mặc bộ khâm lê màu xanh nhạt, đứng rất oai nghiêm. Họ yêu cầu tôi làm phù dâu. Viện dưỡng lão dành cho họ một phòng đôi, cô dâu 76 tuổi và chú rể 79 tuổi. Hai người giống như thời 18-20, một tình yêu đã được giữ gìn trong suốt 60 năm, cuối cùng cũng có một kết quả hoàn mỹ. Mối tình yêu như vậy mới gọi là tình yêu thương chung tình chung thủy. Trên đời này hiếm lắm, có đúng như vậy không quý vị? Còn như ông cụ bà cụ trong bài báo ở bài học này, thì không thể nào cho rằng họ chung tình chung thủy, mà đó chỉ được xem là một sự ngoại tình, nên không thể gọi đó là hai quả tim vàng. Kết luận và áp dụng: đạo đức gia đình là một nền đạo đức nhân bản thiêng liêng của con người, mà trách nhiệm và bổn phận con người cần phải hiểu biết rõ ràng. Bởi gia đình là một nơi gói trọn tình yêu thương chân thật của những thành viên trong gia đình đó, cho nên sự đối xử với nhau phải chân thành. Không những lòng chân thành mà còn phải có sự kính trọng và tôn quý lẫn nhau nữa. Từ những hành động đến lời nói phải nhẹ nhàng, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, nghiêm chỉnh, chứ không được nói những lời bông đùa, xuồng xả, đùa cợt, giỡn hớt. Nếu lời nói hay hành động không nghiêm trang thì sẽ lờn mặt và sau này sẽ mất sự tôn trọng và cung kính nhau. Cho nên người nào đã có gia đình hay muốn lập gia đình thì nên thông suốt đạo đức gia đình là một phương pháp đối xử nhau để đem lại sự bình an yên vui, để đem lại cho cuộc sống gia đình ngày càng êm ấm và hạnh phúc, để đem lại bên nhau mãi mãi với những đức hạnh chung tình và chung thủy, đến khi đầu bạc răng long mà tình yêu thương ấy không phai nhòa, luôn luôn lúc nào cũng gắn bó bên nhau. Đấy mới gọi là đạo đức gia đình. Điều cần thiết và quan trọng trong cuộc sống gia đình là phải biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Nếu thiếu điều này, gia đình sẽ khó an vui và hạnh phúc. Các con có nhớ